Hùng Rô Kiểu Ngạo. Tại một khu nhà vệ sinh công cộng dành cho các quý ông, có một gã lang thang đang lảng vảng. Một người Mỹ bước ra, gã tiến tới. Anh dùng gì? Tôi dùng giấy. Giấy dùng để ghi chép chữ nghĩa thánh hiền mà anh dám dùng vào việc dơ bẩn này à? Phạt anh 20 đô la. Người Mỹ đưa 20 đô la rồi rời đi. Lát sau, một người Pháp bước ra. Anh dùng gì? Tôi dùng lá cây. Cây cối là thực vật có sinh mạng mà anh lại dám dùng lá cây vào việc dơ bẩn này à? Phạt anh 20 phờ răng. Người Pháp đưa 20 phờ răng rồi rời đi. Người Việt Nam đang ở phòng vệ sinh thứ 3 đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ta cảm thấy rất hoang mang nhưng không thể ở mãi trong toilet được. Cuối cùng, người Việt Nam vẫn phải bước ra với dáng đi khép nép. Anh dùng gì? Không. Tôi không có dùng cái gì hết. Chỉ để không vậy thôi. Hả? Họ đi ơi, không dùng dây, không dùng lá cây. Họ chỉ dùng và họ chỉ